Xin chào quý ông bà chị em. Buổi trưa nay chúng ta sẽ học một câu kinh thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu số 16. Chúng ta cùng đọc kinh thánh với nhau. Nguyễn Thế Trung, 33 tuổi, hiện đang phụ trách hai hội thánh tại Hà Nội. Nhìn anh chia sẻ kinh thánh, ít ai ngờ được quá khứ của người thanh niên này. Tôi nhớ lại cái cuộc đời của tôi khi mà tôi muốn thoát ra khỏi ma túy, nó mệt mỏi như thế nào. Có lẽ là cái người nghiện thì họ không có sung sướng gì đâu. Đôi khi tôi thấy họ còn khổ ấy. Tôi nhớ lại cái cảnh mà tôi đi để mà cào cấu, để mà lừa đảo, để mà vay mượn, vay tiền ra từ một cái người hiền lành tình thế mà đang người ta biến tôi thành một cái gọi là con sói trong giang hồ ấy. Tôi phải đi đòi nợ thuê, phải đi đâm chém, phải đi làm một cái gọi như là ở ngoài sới bạc, nó gọi là làm bảo kê đó, để mà lấy tiền để mà thỏa mãn cho ma túy. Chúng tôi đi ghi lô ghi đề, xong rồi sửa cái con số để cho nó trúng cái sổ số độc đắc ấy. Ví dụ như là mình đánh con đề 50 nhưng mà đề hôm nay nó về 80 thì mình lấy cái thuốc tẩy, mình tẩy con số 50 thành con số 8, xong bắt đầu mình dùng cái vũ lực, mình đến nhà người ta mình đòi tiền. Rất nhiều lần như vậy tranh giành đẫm máu để làm sao thỏa mãn cái cơn nghiện. Nên chúng tôi chỉ bảo với nhau là bây giờ mình không chết, nó trước nó được, trước sau để nó không chết, hoặc là nó sốc thuốc, hoặc là nó bị đi tù, hoặc là nó chém chết ai đấy thì rồi nó cũng sẽ chết, lúc đấy mình mới chết được. Và chúng tôi cứ tâm niệm rằng là khi mà con nghĩ như vậy thì chắc chắn là sống cũng như chết rồi. Và tôi nghĩ rằng tuyệt vọng và tuyệt vọng. Khi mà cái người nghiện mà lên cơn nghiện ấy thì họ vã mồ hôi ra, cái mồ hôi họ đầm đìa. Và đối với nó có nhiều cái thể hay thế khác nhau, nhưng mà bản thân tôi khi mà tôi nghiện ấy, khi mà tôi lên cơn ấy thì tôi không thở, nó bị tức ngực, nó ép rất là khó thở, nó phải há mồm ra như này thì mới thở được. Rồi chân tay nó dùng hết cả mình, nên dường như có những cái kim nhọn nó đâm vào xương vào cốt ấy, nó cảm thấy nó rất là khó tả. Chỉ có người nghiện nào thì mới hiểu, nó gọi là gòi bò trong xương ấy. Rồi nó có những người thì nôn mẹ, có những người thì hốc máu mồm ra. Và tôi ở trong cái tình trạng đó gần 10 năm. Khi mà phát hiện ra các cháu nghiện ấy thì nó đã quá muộn màng rồi. Và cái tình yêu của người mẹ thì chúng tôi cũng hết lòng để đi tìm con. Và có những đêm á, rét buốt và mưa dầm gió bốc. Bác Chiêm thì cái thời đó là bác hay đi công tác xa. Và tôi với anh Lực là bố của cháu Trung ấy, thì để đi tìm. Và khi mà một giờ đêm nó rét mướt á, thì tôi và anh lúc đó còn rất là nghèo, chúng tôi chỉ có hai cái xe đạp. Và chúng tôi đạp trên các cái nhà nghỉ và đi các nơi, từ các cái nhà ga để chúng tôi đi tìm con. Nhưng mà rất là nhiều đêm như vậy mà không tìm thấy. Và có tìm thấy đi chăng nữa thì nó chỉ giữ chúng được một hai ngày thôi. Thực sự lúc ấy là tôi là một cái gánh nặng cho gia đình. Dường như gia đình đó thì trong gia đình thì không có ăn trộm, nhưng mà tôi về thì còn phải phòng hơn cả ăn trộm. Tại vì ví hay là khóa hay là xe máy hay là như thế nào đó thì sảnh một cái là tôi lấy. Có những một lúc mà khi gia đình đi vắng, có ba cái tivi tôi bê một lúc, cả ba cái tivi tôi bạc luôn. Rồi có xe máy của bố tôi ấy, thì tôi cứ đặt, không có giấy tờ thì đặt xong rồi ông bố lại chuộc về lừa xong tôi lại lấy đặt, không biết bao nhiêu lần, cũng không biết là phá bao nhiêu xe cộ tiền bạc. Nói chung là gia đình rất là kiệt quệ, không chỉ về vật chất mà về tinh thần đâu. Thế rồi thì khi mà tình yêu của Chúa đến với tôi thì hết sức là lạ. Hồi đó tôi còn nhớ là năm 2002 phải. Trước đó một vài năm là có những cái thời kỳ mà tôi chơi thuốc viện 1 triệu một ngày một ngày dùng ma túy. Còn quý vị bảo bên năm nay là năm 2009, hơn 10 năm trước 1 triệu là to nhưng mà nhỏ. Ngày nào cũng xài hết 1 triệu. Chưa bao giờ tôi cai tay bo được, bao giờ phải uống thuốc cai, phải có một cái gì đó hỗ trợ tinh thần ở bên ngoài. Trừ cái lúc nào vào tù thì tôi bắt buộc phải cai tay bo thôi. Thế mà khi mà tôi đến trung tâm của Chúa, chỗ Mục Sư Cầm ở bên Thái Bình, người ta giới thiệu tôi về đó để mà được học được Chúa giải cứu. Thì cái đêm đầu tiên mà tôi xuống đấy, tôi cầm một cái liều thuốc cai. Nhưng sau đó thì anh em và các con gái chú đã khích lệ là sẽ cầu nguyện mà không phải dùng thuốc đâu. Thì tôi cũng nghe theo họ, vì tôi đang được cái sự cảm động bởi tình yêu của Chúa, tôi không có dùng thuốc.
và sau đó hiện tại họ cùng mình cho tôi. Và tôi cảm thấy người trong nóng ấy, tôi cảm thấy cái mồ hôi nó toát ra. Tôi cũng không có ý thức gì về Chúa lúc đấy cả, nhưng mà tôi cảm nhận có một cái gì đó thiêng liêng ra ở đây. Lúc đó thì người tôi nó toát mồ hôi ra. Và sau đó thì tôi nằm tôi ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi không uống thuốc cai mà tôi ngủ được. Và tôi cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Rồi dần dần thì cái quá trình lên thánh trong Chúa thì học hỏi thì nó dài. Kinh thánh cầu nguyện. Bây giờ Chúa vẫn làm nó còn mới hơn cái lúc mà cô sinh ra nó. Ngày xưa nó không biết làm một chuyện thiện gì đâu. Bây giờ nó biết thương người hơn cả cô nữa. Bây giờ là một thánh như thế này, suốt ngày dành thời gian cho anh em, suốt ngày dành thời gian cho anh em. Và cái khao khát của tôi đó là tôi hiện tại thì tôi cũng mở một trung tâm cai nghiện, nhưng mà nó chưa thật sự hình thành là một trung tâm cai nghiện. Nó chỉ có khoảng gần 10 học viên. Tôi và một số anh em đã được giải cứu khỏi ma túy đó thì có cái tâm tình để cứu vớt, để cứu giúp những cái người trước trong hoàn cảnh của mình. Thì chúng tôi có mở một cái cơ sở tại Sơn Tây, tuy rằng rất là sơ sài, chất nó còn thiếu, nhưng mà chúng tôi đang đầu tư trong đó. Và tôi có cái khao khát cải thiện của tôi, hy vọng trong tương lai nó sẽ là một cái trung tâm lớn mạnh được nhà nước cấp phép, và sẽ có nhiều cuộc đời đến đó và sẽ được thay đổi.